Con nuôi Vũ Linh khuyên Hồng Phượng quay đầu, đối phương liền đáp trả sâu cay, không có tư cách. Mặc dù đã hơn 5 tháng kể từ sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, nhưng đến nay vẫn liên tục xảy ra những ồn ào đấu tố giữa các thành viên trong gia đình. Các con nuôi của cố nghệ sĩ cũng bị lôi vào câu chuyện. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh mới đây đăng tải tấm hình của ba đầy xúc động. Có thể thấy cho đến hiện tại, cô vẫn chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của ba nuôi. Khi chứng kiến những sự việc đau lòng này, nghệ sĩ Bình Tinh mong muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Cô còn gửi lời khuyên nhẹ nhàng nhưng thâm thúy đến Hồng Phượng rằng trái đất vốn tròn rồi, cũng sẽ có những ngày gặp lại nhau. Đối với những người hiện tại đang bênh vực và bảo vệ cái sai của em, khi drama này kết thúc, họ vẫn bình thường với cuộc sống của họ. Đơn giản họ có công việc riêng của họ, họ không làm nghệ thuật, không ai biết họ là ai. Họ thỏa sức chửi bới những người nghệ sĩ bằng những Facebook ảo và cuối cùng tất cả những điều đó em sẽ là người gánh chịu hết. Người mất mát nhiều nhất vẫn là em, mất hết tất cả, dừng lại đi em. Cái gì không phải của mình, mãi mãi vẫn vậy. Trước đó, trên trang cá nhân, Bình Tinh bức xúc đăng tải loạt tin nhắn được chụp lại màn hình từ nhóm chat trên mạng xã hội với nội dung tiêu cực sai lệch về cô. Đáng chú ý, nội dung tiêu cực này xuất hiện trong nhóm chat từ những người thân thiết của nữ ca sĩ. Bình Tinh bức xúc viết, tôi không tin điều này có thể đến với tôi có hại ai và động chạm đến ai không? Sao lại hại tôi vậy? Ba ơi, trong đây có ai? Ba soi xét dùm con. Ai là người chỉ huy? Trước đó Bình Tinh đã phải lên tiếng về chuyện này. Các cô bác đồng nghiệp lớn nhỏ thân hữu của ba mẹ con ơi, con có bất hiếu với mẹ con không? Cô bác thương con lên tiếng giùm con có làm gì đâu? Sao chửi con hoài vậy? Sao đưa mẹ con vào drama hoài vậy? Mẹ con chết rồi, xin cho mẹ con được yên nha. Về phía Hồng Phượng, sau khi Bình Tinh nhắc nhở, cô lên bài viết đá đều đàn chị với thái độ mỉa mai. Cháu gái Vũ Linh viết, 5-6 tháng qua, người ta chửi gia đình em, xúc phạm gia đình em, vậy ai là người giật dây đằng sau vậy chị? Tấn công người ta mà không cho người ta được quyền phản kháng sao? Thôi chị, đúng hay sai, thật hay giả, tốt hay xấu tất cả chị biết quá rõ mà, lời chị nói còn văng vẳng bên tai em. Chị ủng hộ cho việc vô đạo thì được cho là đúng, quy luật trái đất vẫn tròn, nhưng còn có thể gặp lại nhau không thì chưa ai dám chắc. Người có thể bắt lỗi em trong chuyện này chỉ duy nhất có một, nhưng rất tiếc không phải là chị. À quên, chị muốn lấy tấm hình đó phai gốc không? Tấm chị đang hơi mờ, tại hình đó em là người chụp và gửi cho chị mà. Ở một diễn biến khác, sau khi thông tin hồ sơ nhận con nuôi của Hồng Loan bị thất lạc, một trong những nhân vật luôn bảo vệ Hồng Loan là Hoa hậu Phương Lê cũng lên tiếng. Theo đó, Hoa hậu Phương Lê nói, đọc bài báo có nội dung không còn hồ sơ nhận con nuôi của chú Vũ Linh và Hồng Loan nữa, bên kia trích lục trên quận, nhưng không còn hồ sơ. Họ rất là vui mừng, tung pháo hoa ăn mừng vì đã được lên một bài báo. Không có gì tức cái lồng ngực hết, mình đang ủng hộ Hồng Loan là ủng hộ lẽ phải, thì cứ con đường đó mà tiến lên. Ở đây chị đang mắc cười chứ chả có gì tức. Chị nói cho mọi người biết cái sự thiệt thòi của một đứa con nuôi như Hồng Loan nè. Con nuôi sẽ có nhiều dạng, con nuôi mà được mang về và được ghi trong khai sinh hợp pháp thì con nuôi hay con ruột cũng như nhau, con nuôi qua mồm khác, còn con nuôi này ấm về đỏ hòn lại còn điền vào khai sinh là người cha, còn người mẹ bỏ trống. Trong khai sinh người cha không hề để là con nuôi mà còn danh chính ngôn thuận trong hộ khẩu. Một nàng hậu nữa là Hoa hậu Diễm Hương cũng lên tiếng chuyện của Hồng Loan với thái độ bênh vực. Ngay từ đầu luôn, con nuôi hay con ruột thì không bằng luật quy định, giờ có con ruột mà bị viết giấy từ con thì kể cũng bằng thừa, em gái hay cháu gái thì cũng khỏi, trích với không trích lục.